Và sau đây Thanh Tâm xin gửi đến quý vị bình luận có tựa đề Chuyện Việt Nam an ninh mạng con cờ của tác giả Dương Ngọc Thái, nói trên trang Tiếng Dân vào ngày 21 tháng 3. Mời quý vị cùng chia sẻ. Chuyện Việt Nam an ninh mạng con cờ. SEA Games 31 sắp được tổ chức ở Việt Nam. Một bạn designer trẻ nhận xét bộ thương hiệu của sự kiện này là nỗi nhục của nền thiết kế nước nhà. Với đường lối thiết kế không thể quê mùa hơn ở năm 2022 này, đồng thời mắc nhiều lỗi chứng tả cũng như thiết kế sai nghiêm trọng. Với tư cách là một cựu sinh viên tốt nghiệp ngành đồ họa, mặc dù không xuất sắc lắm, mình dám khẳng định rằng nếu bộ nhận diện này là một bộ đồ án cá nhân sinh viên, thì tác giả của bộ đồ án này sẽ nhận rất nhiều chỉ trích từ thầy cô hướng dẫn. Từ cách dùng màu, style thể hiện, bố cục hình ảnh và chữ, lối dùng từ tiếng Anh, thực sự không thể tin được đây là một bộ nhận diện thương hiệu cho một event lớn mang tính bộ mặt quốc gia. Ngay lập tức, ban tổ chức đăng đàn trên tuổi trẻ tuyên bố thiết kế của họ hoàn toàn hợp pháp và sẽ kêu an ninh mạng xử lý người đăng tin sai. Sáng 21 tháng 3, tiểu ban thông tin truyền thông SEA Games 31 Việt Nam đã phát đi thông báo chính thức về quan điểm của ban tổ chức đại hội. Theo đó, ban tổ chức SEA Games 31 cho rằng những lời lẽ của một số cá nhân đưa ra để đánh giá về bộ nhận diện SEA Games 31 là phiến diện, không đúng. Theo ban tổ chức đại hội, tất cả bộ nhận diện của SEA Games 31 gồm logo, biểu tượng, mascot là linh vật, khẩu hiệu, hình ảnh, biểu tượng, các môn đều được phê duyệt và đảm bảo tính pháp lý. Tiểu ban thông tin truyền thông ban tổ chức SEA Games 31 sẽ làm việc với các cơ quan cấp thẩm quyền về an ninh mạng để xử lý những người đã đăng tải những thông tin trên. Người ta chê thiết kế xấu, quê mùa, mà cán bộ lại nói về pháp lý là sao trời? Hồi xưa cán bộ không có học. Trời ơi, tôi không thể nghĩ ra, không học gì thì trở nên như vậy luôn đó. Ai biết chỉ dùm. Người ta chỉ ra chỗ sai rành rành, mà cán bộ lại hăm dọa đưa cho an ninh mạng xử lý. An ninh mạng ở trên thế giới, người ta nói về tấn công và phòng thủ, về kiến tạo một Internet nhanh và an toàn hơn cho tất cả mọi người. An ninh mạng về đến Việt Nam, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, trở thành kiểm duyệt, cấm và phạt. Tôi đã cảnh báo về chuyện này khi luật an ninh mạng còn là bản thảo. Cho đến nay, luật an ninh mạng đã hoàn toàn thất bại trong việc bảo vệ và tăng cường an ninh cho các hệ thống trọng yếu ở Việt Nam. Cái gì đáng hack ở Việt Nam đều nhiều khả năng đã bị hack hết. Nhưng các cơ quan có thẩm quyền về an ninh mạng chỉ vẫn lăng xăng chứng tỏ họ giữ độc quyền về sự thật và khả năng làm tín nhân. Tiếng Anh ở nước ngoài viết sao tụi tao không cần biết. Về đến Việt Nam tụi tao muốn biết sao á là quyền của tụi tao. Đứa nào cãi tao báo Facebook khóa tài khoản. Bạn designer đề xuất, nói thật, nếu giờ ban tổ chức chịu thay đổi lối tư duy bảo thủ đi, ra thuê một designer trẻ có tâm ở ngoài á, thì mình tin chắc sản phẩm sẽ tốt hơn thế này rất là nhiều. Thậm chí chỉ cần về các trường đại học kiến trúc, mỹ thuật và tổ chức một cuộc thi thiết kế dành cho các bạn sinh viên rồi sàng lọc ra bài tốt nhất, đảm bảo kết quả sẽ rất khác. Mấy bạn designer trong khối Đông Nam Á như Lào, Thái, Campuchia, các kiểu nhìn vào chắc cười khẩy bảo Việt Nam kiếm không ra nổi một thằng designer ra hồ mà. Nhưng nếu làm miễn phí thì sao kiếm hoa hồng? 90% của không đồng vẫn chỉ là không đồng. Hu hu, ngu cỡ nào thì ngu chứ, phép toán này cán bộ vẫn nhân được mà, mọi người đừng có coi thường quá. Một số nhà thiết kế đã khởi xướng dự án Retro Saula để vẽ lại sao la, nhưng tôi vote chọn linh vật của Việt Nam là con cò với khẩu hiệu chúng tôi muốn làm bạn với cả thế giới và cũng thích ăn tiền cò. Vừa trung lập vừa lo được lợi ích, dân tộc quá hiện đại và nhân văn.